Tiếp theo phần trước, lại nói gã nam tử trẻ tuổi đến thăm Mặc Ẩn chính là tướng công của Thiên Ti Nương Nương, kẻ nắm giữ Lục Đạo Thiên Thư, Vân Quyền Thư. Vân Quyền Thư nghe Mặc Ẩn nói xong, mỉm cười nói: "Mặc sư huynh, lần này ta tới đây cũng không phải là giúp ngươi, mà là chỉ điểm cho ngươi một con đường sống. Ta vẫn luôn quan tâm đến trận chiến giữa ngươi và Dịch Quân Vương. Hiện tại không sai biệt lắm đã tới thời điểm phân ra thắng bại sinh tử rồi. Ngươi cũng nên tìm một đường lui cho chính mình đi thôi." Sắc mặt Mặc Ẩn kịch biến, cười lạnh nói: "Vân sư huynh cho rằng ta sẽ bại hay sao? Cho dù ta bại, Thiên Đế Bệ Hạ và Đế Hậu Nương Nương cũng sẽ không bại. Bọn họ không bại, ta sẽ không tính là thất bại." Vân Quyền Thư minh bạch ý của hắn, mỉm cười nói: "Người trước khoan nóng nảy, ta hỏi ngươi, ngươi cảm thấy Thiên Đế và Mục Tiên Thiên kẻ nào xuất sắc hơn đây? Thiên Đế sẽ là đối thủ của Mục Tiên Thiên hay sao?" Mặc Ẩn lắc lắc đầu nói: "Mục Tiên Thiên quả thật xuất sắc hơn Thiên Đế. Thiên Đế quả thật không phải là đối thủ của Mục Tiên Thiên. Nhưng đối thủ của Mục Tiên Thiên không chỉ có Thiên Đế, còn có Đế Hậu Nương Nương nữa kìa." Vân Quyền Thư lạnh nhạt nói: "Người hồ đồ rồi. Vị trí Thiên Đế chỉ có một, kẻ ngồi trên vị trí này cũng chỉ có một mà thôi. Đế Minh tranh đấu với Mục Tiên Thiên sao lại liên quan tới Đế Hậu Nương Nương đây? Vợ chồng vốn là chim cùng rừng, tai vạ tới mạnh ai nấy bay. Bọn họ bởi vì lợi ích chung mà ở cùng một chỗ, nếu không còn lợi ích nữa sẽ liền tách ra. Nếu ngươi cũng biết Đế Minh không bằng Mục Tiên Thiên, liền hẳn biết rõ Đế Minh Thiên Đế tuyệt đối không đấu lại Mục Tiên Thiên. Mục Tiên Thiên càng thích hợp làm Thiên Đế hơn hắn, cho nên Đế Minh thất bại trong tay Mục Tiên Thiên." Mặc Ẩn mỉm cười nói: "Ta minh bạch ý của ngươi. Ngươi không phải là nói Mục Tiên Thiên có hai thân thần ma, thực lực của Đế Minh Thiên Đế không bằng hắn mà thôi. Chuyện này đã không còn là bí mật gì nữa rồi. Đế Minh Thiên Đế sớm đã nghe nói qua. Đế Minh Thiên Đế cũng có bối cảnh biết được bí mật của hắn, hiện tại đã phái người đi phá vỡ thánh địa Tiên Thiên Huyền Tấn của hắn rồi. Ngươi có còn cảm thấy Đế Minh Thiên Đế không phải là đối thủ của Mục Tiên Thiên nữa hay không?" Vân Quyền Thư lắc lắc đầu nói: "Hey, ngươi quá xem thường Mục Tiên Thiên rồi. Chẳng những ngươi và Đế Minh, ngay cả Dịch Quân Vương cũng đã xem thường Mục Tiên Thiên. Ta hỏi ngươi, sư tôn của Mục Tiên Thiên là ai?" Mặc Ẩn thoáng ngần người nói: "Ta từng nghe nói qua, sư tôn của Mục Tiên Thiên là một tồn tại cổ lão vô cùng đáng sợ. Cho dù là sư tôn của Đế Minh Thiên Đế cũng cực kỳ kiêng kỵ hắn ta." "Phải, sư tôn của Mục Tiên Thiên là Tiên Thiên Hắc Đế, chính là Hắc Ám Thần Vương của thời đại Hắc Ám kìa." Vân Quyền Thư không nhanh không chậm nói: "Ngươi cảm thấy vị tồn tại cổ lão đã phong ấn Phục Hy biến thành nhân tộc là kẻ như thế nào? Hắn có thể diệt được Phục Hy thí, phong ấn hết thảy thần huyết Phục Hy, biến một hoàng tộc cổ lão đã thống trị thời đại địa ký mười mấy vạn năm thành nhân tộc hiện tại. Tâm cơ thủ đoạn của hắn như thế nào?" Trong lòng Mặc Ẩn đại chấn, thanh âm khàn khàn nói: "Kẻ phong ấn Phục Hy thần tộc chính là Tiên Thiên Hắc Đế hay sao?" Vân Quyền Thư tiếp tục nói: "Tuy nói năm xưa tổ bối chúng ta cùng đường bí lối, không chỉ có quan hệ với Tiên Thiên Hắc Đế, còn liên lụy tới những tồn tại càng đáng sợ hơn. Nhưng Tiên Thiên Hắc Đế có thể làm ra những sự tình mà người khác không cách nào làm ra được, đại biểu cho tâm cơ và thủ đoạn của hắn đều viễn siêu hơn chư đế rồi. Bằng không hắn cũng không có khả năng biến Phục Hy thành nhân tộc, biến một hoàng tộc cổ lão thành chủng tộc thấp kém nhất kìa. Người cảm thấy đệ tử do hắn một tay đào tạo ra sẽ bị Đế Minh Thiên Đế dễ dàng đánh bại hay sao?" Dao đầu của Mặc Ẩn nhất thời tê dại, thử dò xét hỏi: "Vậy ý của ngươi là..." "Cái mà ngươi nhìn thấy của Mục Tiên Thiên là cái mà hắn muốn cho ngươi nhìn thấy. Ngươi nhìn thấy thánh địa Tiên Thiên Huyền Tấn của hắn, ngươi nhìn thấy chân thân thần đạo và chân thân ma đạo của hắn, cũng chỉ là cái mà hắn cố ý để cho ngươi nhìn thấy mà thôi, để cho ngươi cảm thấy mà thôi." Ánh mắt của Vân Quyền Thư âm u nói: "Hoàng tộc Phục Hy năm xưa trưởng khống ba đại tiên thư hoàn chính, còn thất bại thảm hại. Chúng ta chỉ bất quá trưởng khống ba đại tiên thư tàn thiên, liền tự cho rằng đã nhìn thấu Mục Tiên Thiên. Ngươi cảm thấy có khả năng hay sao?" Mặc Ẩn nhất thời trầm mặc, nghe được lời nói của Vân Quyền Thư, hắn cũng cảm thấy có chút không có khả năng. Từ khi Đế Minh Thiên Đế đặt mục tiêu thủ thắng trên thánh địa Tiên Thiên Huyền Tẫn, hắn đã định trước là sẽ thất bại trong tay Mục Tiên Thiên rồi. Tòa thánh địa Huyền Tẫn kia sẽ trở thành nguyên nhân khiến cho hắn bại vong. Vân Quyền Thư lộ ra nụ cười nói: "Cho nên ta cảm thấy người hắn là lên chuẩn bị cho mình một đường lui đi."
Vân sư huynh chính là thuyết khách của Dịch Quân Vương, khiến cho ta đầu nhập vào chỗ hắn hay sao? Mạc Ẩn cười lạnh một tiếng nói, hắn trợ giúp Mộc Tiên Thiên nâng đỡ khô lỗi Viêm Hoàng Khương Nghi Kỳ, dùng cái tên Nhân Hoàng thống trị nhân tộc. Ta tuyệt đối không có khả năng đầu nhập vào chỗ hắn, cho dù có chết ta cũng tuyệt sẽ không làm chó săn cho Mộc Tiên Thiên đâu. Hey, Dịch tiên sinh có ẩn tình khác kìa, sau này ta sẽ nói tỉ mỉ với ngươi về la lịch của hắn. Vân Quyển Thư cười híp mắt nói, ta không phải muốn ngươi đầu nhập vào chỗ hắn, mà là liên thủ với ta cùng nhau đối kháng hắn. Ánh mắt Mạc Ẩn sáng lên hỏi, sao, ngươi muốn đối phó với hắn sao? Vân Quyển Thư lắc lắc đầu nói, đối kháng với hắn chính là trợ giúp cho hắn chế tạo địch thủ cường đại cho hắn. Mục Tiên Thiên sẽ không động tới hắn, sẽ trọng dụng hắn, hắn sẽ càng an toàn. Một mình ta không phải là đối thủ của hắn, nhưng nếu có người hỗ trợ sẽ có thể đối kháng được với hắn, lúc đấy hắn mới tính là an toàn. Trong lòng Mạc Ẩn đại chấn, khó có thể tin nổi nhìn hắn. Vân Quyển Thư khẽ mỉm cười đứng lên nói, ta đi trước, ngươi chuẩn bị tốt kế thoát thân đi, phải sớm không được trễ, tránh cho lân hãm trong cuộc chiến thiên đình. Nếu đợi tới lúc Đế Minh và Mục Tiên Thiên nhất quyết sinh tử, ngươi sẽ đi không xong rồi. Mạc Ẩn nhìn theo bóng lưng của hắn đi xa lẩm bẩm, phải sớm không được trễ, phải sớm không được trễ sao? Sao hắn lại muốn trợ giúp Dịch Quân Vương đây? Lẽ nào? Toàn thân của hắn đại chấn, nhưng rất nhanh đã an định tâm thần, trong lòng thầm nghĩ, trước khi quyết chiến thiên đình bắt đầu, ta nhất định phải thoát thân rời khỏi. Lúc này, ngoài Nam Thiên Môn, vô số thần ma trong thiên đình ngơ ngác nhìn về phía xa xa, ức vạn hùng binh, lâu thuyền, chiến xa, phi bảo, lũy bích, cự thú, thần ma, đế binh trọng khí đang chỉnh tề ngăn nắp tiếp cận Nam Thiên Môn. Đệ nhất chí tướng đương đại Tiên Thiên Cung Dịch Quân Vương rút cuộc đã xuất lãnh đại quân giết tới thiên đình. Thiên đình có 36 quân bộ, hiện tại đã hao tổn 14 quân bộ, còn có quân lực 5 đại quân bộ đang ở chỗ của Mạc Ẩn. Trong thiên đình chỉ còn lại có 17 quân bộ. Số lượng đại quân vẫn là viễn siêu hơn đại quân của Trung Nhạc. Bất quá 17 quân bộ này rất nhiều đều đào góp cho đủ số mà thôi. Ví dụ như Nghi Thức Quân chỉ là một đám con cháu hộ duệ quý tộc thần tộc, bề ngoài tuấn mỹ, thân mặc kim giáp, tại thời điểm thiên đế ra ngoài dạo chơi thể hiện ra bộ mặt của quân đội. Còn có Thiên Xá Quân là quân đội phụ trách trị an trong thiên đình, đề phòng đạo tặc và thần ma quấy rối. Ngự Nữ Quân là tư quân của đế hậu nương nương, là một chi đội quân do cung nữ sai sử trong hậu cung cấu thành, toàn bộ đều là nữ tử. Chân chính có chiến lực chỉ có Tứ Thiếu Vệ, Tứ Phụ Quân, Thất Công Quân, Thiên Thương Quân, Huyền Qua Quân, Diêu Quang Quân, Khai Dương Quân, Ngọc Hành Quân, Thiên Quyền Quân, Thiên Cơ Quân, Thiên Tuyển Quân, Thiên Xu Quân, Bắc Đầu Quân, Nam Tài Quân và Thiên Lý Điện, Văn Xưng Điện, Thiên Ất Viện, Thái Ất Viện, Tam Sư Viện và Đế Tọa Viện. Trong đấy, Thiên Lý Viện, Văn Xưng Điện, Thiên Ất Viện, Thái Ất Viện, Tam Sư Viện và Đế Tọa Viện cũng không phải là quân đội, mà là nơi làm việc của văn thần võ tướng. Có thể làm quan trong thiên đình, tự nhiên đều là cao thủ trong thần ma. Bởi vậy, 6 viện này tụ tập rất nhiều thần ma đỉnh cao nhất, cho nên cũng là một cỗ thế lực thật lớn. Chỉ là hiện tại Trung Nhạc, binh lâm thiên đình, nhân tâm đại biến, rốt cuộc có bao nhiêu thần ma chịu tử chiến đến cùng vì đế minh thiên đế, vậy thì rất khó nói. Cảm giác binh vây bốn phía và cảm giác phát binh tấn công đối phương là hai loại cảm giác hoàn toàn khác nhau. Chủ công có lệnh, hạ trại, tế quan. Đột nhiên, thiên binh thiên tướng trong thiên đình nghe được phía đối diện Nam Thiên Môn vang lên một tiếng thép ra lệnh. Bọn họ đang lúc ngạc nhiên, kinh ngạc, chỉ thấy từng cây thần mộc thật lớn được tế khởi. Ngay sau đấy, 10 kiện đế binh bay lên không trung, chấn áp thế trận, tránh cho bị địch nhân tập kích. Ngay sau đấy, từng cây thần mộc thung đâm vào sâu bên trong không gian, vần quanh đại quân một vòng. Lại có vô số thần ma lấy ra ống trúc, nhao nhao xúc lên. Chỉ thấy trong ống trúc bay ra từng vầng thái dương được tế khởi lên, chiếu rọi không gian. Lại có mấy trăm vạn thần ma nhao nhao mở ra bí cảnh nguyên thần. Từ trong bí cảnh, từng khối đại vật khổng lồ bay ra, có đoạn ngắn thành trì, có cung điện to lớn, có phạt thành xa, có cột trụ, có thành lâu. Ở giữa không trung tổ hợp lại, không ngừng mở rộng, cũng không lâu lắm đã biến thành một tòa thành trì thật lớn xuất hiện bên ngoài Nam Thiên Môn. Bên trong thành, vô số tòa cung điện trùng trùng điệp điệp, giống như một tiểu thiên đình vậy, chính là Phá Thiên Quan. Sắc mặt của đám thiên binh thiên tướng thiên đình không khỏi chấn động, biến sắc. Đám thần binh, thần tướng dưới trướng Trung Nhạc, vậy mà luyện phá,
luyện chế phá thiên quan thành bảo vật, tùy thân mang theo ngay tại chỗ xây thành. Trong thời gian ngắn ngủi, một tòa hùng quan huyễn lệ đã xuất hiện bên ngoài Nam Thiên Môn, trùng kích mang tới cho bọn họ là có thể tưởng tượng. Các đại quân bộ thiên đình lập tức điều binh khiển tướng chạy tới Nam Thiên Môn đóng hạ trọng binh, thế nhưng cũng không dám chủ động giết ra Nam Thiên Môn. Đám tướng lĩnh các quân chạy tới Lăng Tiêu Bảo Điện bái kiến Đế Minh Thiên Đế, ầm ĩ hét lên: Mặc Ấn, đã xảy ra chuyện gì vậy? Liên tục bị đánh bại không nói, hiện tại vậy mà để cho dịch tặc giết tới thiên đình luôn rồi. Mặc Ấn chỉ là một tên tiện dân nhân tộc mưu đồ gây rối, kính xin bệ hạ hàng trí, trước giết Mặc Ấn bêu đầu thị chúng. Mặc Ấn tổn binh hại tướng, muôn lần chết cũng không có gì đáng tiếc cả, kính xin bệ hạ hàng trí, chu diệt gian thần. Chư tướng đang lúc tranh cãi ở Mỹ, đột nhiên lại có thần tướng khẩn cấp báo lại nói: Báo, đại quân của Thanh Hà Đế đã có chút dị động, đang kéo tới thiên đình. Chư tướng hai mặt nhìn nhau, tiếp theo lại có thần tướng xông vào trong điện, cao giọng nói: Báo, Ưng Tôn Đế hạ lệnh, Trung Ưng Thị dốc hết đại quân, mang tới ba kiện đế binh, đánh ra danh nghĩa dẹp phản loạn, nói bên cạnh bệ hạ có gian thần, muốn kéo quân tới thiên đình, bảo vệ xã tắc. Sắc mặt chư tướng đại biến, nhao nhao quát mắng: Hải đế này chính là sắp tâm bất lương, bên cạnh bệ hạ ở đâu ra gian thần đây, rõ ràng là bọn chúng có ý đồ với giang sơn xã tắc mà. Báo, Trường Sinh Đế dốc hết đại quân dọc theo thiên hà kéo tới, nói cung đình bệ hạ quá loạn, bệ hạ bị tiểu nhân mê muội trầm mê nữ sắc, muốn tới dẹp yên cung đình. Báo, Lật Lục Thị, Thủy Long Thị, Bá Hoàng Thị cấu thành liên quân, nó là bệ hạ cũng nguy nan, bọn họ muốn tới Cần Vương, kính xin bệ hạ mở rộng Đông Thiên Môn để cho bọn họ nhập trú Đông Thiên Môn. Báo, Thiên Nguyên Thị, Ly Liên Thị, Tôn Lô Thị cấu thành liên quân, tới đây Cần Vương, nghĩ muốn nhập trú Tây Thiên Môn. Báo, Kim Thiên Đế dốc hết đại quân đang tới đây Cần Vương. Khốn kiếp mà, sắp lật trời rồi. Văn võ ba quan thiên đình vừa sợ vừa giận, tam công tam phụ nhao nhao vỗ án gầm lên, nổi giận quát mắng đám thế gia đại việt này đại nghịch bất đạo, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, trong lòng thì lại lo sợ bất an. Tường Đổ mọi người cùng chống đỡ, Trung Nhạc binh lâm Nam Thiên Môn đã đẩy uy nghiêm của thiên đế xuống tới số 0. Thời điểm này nếu chư đế và các đại đế tộc không xuất hiện kiếm một chút cảm giác tồn tại, vậy trận tranh đoạt đế vị này sẽ không có phần của bọn họ nữa rồi. Cho nên quần hùng đế tinh nhao nhao phái binh tới đây, hình thành xu thế quần hổ vây long, thiên đình trở thành cá thịt trong mắt của bọn họ. Đế Minh Thiên Đế nửa cười nửa không nhìn xuống đám quần thần nộ khí ngất trời phía dưới. Đám văn thần võ tướng này hiện tại hiên ngang lẫm liệt như vậy, nhưng trong lòng bọn họ kẻ nào mà không có tâm tư dị trạng đây. Chư quân bình tĩnh, chớ nóng nảy. Đế Minh Thiên Đế nhẹ giọng nói: Tặc đáng bất quá chỉ là một đám ô hợp, chỉ cần diệt trừ đầu lĩnh thôi, tặc đáng sẽ lập tức giải tán, thiên hạ vẫn sẽ thái bình. Chư quân phát tán tin tức, nửa năm sau chấm và Mục Tiên Thiên sẽ quyết một trận tử chiến trên thiên hà. Sao? Nửa năm sau Đế Minh Thiên Đế sẽ nhất quyết sinh tử với Mục Tiên Thiên sao? Tin tức này rất nhanh truyền ra thiên đình, không chỉ Trung Nhạc đạt được tin tức này, các lộ quần hùng khác cũng nhận được tin tức. Trong lúc nhất thời, các tộc đế tinh lên một mảnh xôn xao. Tin tức này thật sự quá rung động, hai đế quyết đấu, một người là đương kim thiên đế, một người là tiên thiên thần ma thành đế, song phương khai chiến cho tới bây giờ, sớm đã tới tình trạng thủy hỏa bất dung. Hiện tại Đế Minh Thiên Đế đã buộc lên tuyệt lộ, không thể không nhất quyết sinh tử với Mục Tiên Thiên. Cũng có thể nhìn ra được Đế Minh Thiên Đế quả thật không còn bao nhiêu đòn sát thủ là có thể dùng được. Nửa năm sau Đế Minh Thiên Đế sẽ mở ra bí cảnh thứ 7 hay sao? Ngoài Nam Thiên Môn, trong Phá Thiên Quan, Trung Nhạc lộ ra thần sắc kinh ngạc. Đế Minh Thiên Đế bị hắn phá mất cơ hội mượn áp lực của Mục Tiên Thiên mở ra bí cảnh thứ 7. Cơ hội này bị phá không phải là mấy chục năm sẽ có thể bù đắp được. Nhất là Đế Minh Thiên Đế cũng không phải là một người muốn mở ra bí cảnh thứ 7, mà là hai người, còn phải cộng thêm một vị đế hậu nương nương nữa. Đế Minh và đế hậu thật sự nắm chắc trong vòng nửa năm có thể mở ra bí cảnh thứ 7 hay sao? Tử Quang sư huynh, bệ hạ đang ở đâu rồi? Trung Nhạc dò hỏi. Có nhận được tin tức gì chưa? Tử Quang quân vương gật đầu nói. Bệ hạ đã nhận được tin tức rồi, ngươi yên tâm, hắn cũng mong đợi trận chiến này rất lâu rồi. Nếu như Đế Minh Thiên Đế đã ước chiến, vậy hắn nhất định sẽ không bỏ qua. Chỉ là ta vẫn có chút lo lắng, Đế Minh Thiên Đế trước giờ luôn ẩn nhẫn,
sao lần này lại hào khí như vậy? Tại thời điểm này lại đưa ra lời quyết chiến với bệ hạ. Trung Nhạc trầm ngâm thử dò xét hỏi: Trần thân tiên thiên đế quân của bệ hạ đã xuất quan chưa? Nếu như đế minh và đế hậu liên thủ không có chân thân thần đạo, sợ rằng hắn khó có thể ứng phó được. Tử Quang quân vương khẽ nhíu mày. Chân thân ma đạo của Mục Tiên Thiên thành đế, chân thân thần đạo bị chân thân ma đạo giam cầm, không tu thành đế cảnh, không thể xuất quan. Bất quá đại quyết chiến bậc này sao có thể khiến cho chân thân thần đạo tiếp tục tu luyện được? Mặc ẩn đã tới rồi. Trung Nhạc tế khởi tiên dực cổ thuyền, mỉm cười nói: Tử Quang sư huynh có dám cùng ta đi xem mặt trận thế Mặc ẩn một chút hay không? Tử Quang quân vương leo lên cổ thuyền, cười hăng hắc nói: Người thân là thống soái tam quân, cũng dám can đảm thân lâm mạo hiểm, ta có gì lại không dám đây? Trung Nhạc thoáng nhìn về phía đế Tu La, không nói một lời, đứng sau lưng của hắn, không khỏi có chút đau đầu, lập tức thuy động cổ thuyền, từ từ lái ra phá thiên quan. Chỉ thấy cách phá thiên quan ước chừng 5 tinh địa, đại quân của Mặc ẩn bày bố trận thế, sau đấy xây dựng đại doanh, mặc dù không nhanh chóng như doanh địa phá thiên quan vậy, nhưng tốc độ cũng là cực nhanh. Trận pháp của Mặc ẩn xâm nghiêm, không có bất kỳ cơ hội nào có thể thừa dịp được. Tử Quang quân vương tán thán một tiếng, truyền âm cho đế Tu La nói: Vừa rồi có phải dịch quân vương đã động sát tâm với ta hay không? Đế Tu La khẽ gật đầu một cái. Tử Quang quân vương ngoài mặt mỉm cười, trong lòng thầm nghĩ: Quả nhiên đã động sát cơ với ta. Nếu một mình ta đi ra với hắn, nhất định sẽ bị hắn ném cho Mặc ẩn, để cho ta chết trong tay Mặc ẩn. Trung Nhạc đi tới địa phương 4 tinh địa, tiếp tục tiến lên, dự định tinh tế kiểm tra trận thế của Mặc ẩn. Đột nhiên ở phía đối diện, từng tôn tiên thiên thần ma từ từ dâng lên, nhục thân càng lúc càng khổng lồ, khí tức cũng càng lúc càng khủng bố. Đám khí tức kia giống như hàng rào ngăn cản thiên dực cổ thuyền lại. Thiên dực cổ thuyền giống như đụng lên vách tường vô hình vậy, phát ra tiếng ầm vang thật lớn. Thực lực hùng hồn bậc này, Cửu Ngũ Chí Tôn không tầm thường. Trung Nhạc không khỏi tán thán, thôi động cổ thuyền, vậy mà cắt ra vách tường khí tức của Cửu Ngũ Chí Tôn, tiếp tục tiến lên. Sắc mặt Cửu Ngũ Chí Tôn tựa hồ không hề bận tâm, đang định động thủ, đột nhiên nhìn thấy đế Tu La trên đầu thuyền đều thoáng ngẩn người, nhao nhao không người thi lễ, cũng không lại ngăn cản thiên dực cổ thuyền nữa. Không nhìn ra lai lịch của đế Tu La sư huynh thật là không nhỏ. Trung Nhạc mỉm cười nói: Ngay cả Cửu Ngũ Chí Tôn cũng phải thi lễ với ngươi. Sắc mặt đế Tu La vẫn như cũ, không chút biểu tình, cũng không nói một lời. Tử Quang quân vương cười ha hả nói: Hắn chính là loại tính tình này, dịch quân vương đừng có trách hắn. Đúng lúc này, Mặc ẩn dẫn người cưới một chiếc lâu thuyền từ trong trận doanh từ từ chạy ra, đứng ở phía đối diện nhìn lại. Trung Nhạc dừng thiên dực cổ thuyền lại, không người thi lễ nói: Mặc tiên sinh. Dịch tiên sinh. Mặc ẩn chắp tay hoàn lễ, mỉm cười nói: Dịch tiên sinh xem trận thế của ta như thế nào? Trung Nhạc tán thưởng: Ngang dọc thiên mạch như la như lưới, tầng tầng lớp lớp, sâu như đại vực, bạo như núi lửa, tính lặng như nhạc, động như ma thần ngàn tay, một sợi tóc động, một toàn thân động, khí tượng phi phàm. Chỉ là khí vận thiên đình đã hết rồi, cho dù là ngươi cũng không thể vãn hồi, không thể làm gì được. Tương lai những trận này, những pháp này của ngươi đều sẽ tan thành mây khói dưới gót sắt của đại quân ta, không còn tồn tại. Chư tướng dưới trướng Mặc ẩn giận dữ, nhao nhao muốn giết tới. Mặc ẩn giơ tay lên ngăn cản bọn họ lại, mỉm cười nói: Năm tôn đế linh cũng không lưu lại được dịch quân vương, các người có nổi giận tới đâu cũng không thể làm gì được hắn đâu. Dịch quân vương, ngươi tới xem trận thế của ta, ta để cho ngươi xem là được. Bất quá nửa năm sau Mục Tiên Thiên bỏ mình, ngươi sẽ biết ai mới là kẻ thắng cuối cùng. Ta đã chuẩn bị tốt cho ngươi một cái bảo tọa, nếu ngươi tới hàng ta sẽ có thể ngồi dưới trướng của ta. Trung Nhạc cười ha hả nói: Mặc tiên sinh có một tấm bia đá đã dựng lên mấy lần rồi, không biết nửa năm sau còn có thể nhìn thấy tấm bia đá kia nữa không? Mặc ẩn cũng cười ha hả, sai người dựng tấm bia đá lên nói: Nếu ngươi không hàng, dưới tấm bia đá này chính là nơi đầu ngươi lìa khỏi cổ. Hai người đối nhãn một hồi, Trung Nhạc cười khẽ một tiếng, điều khiển cổ thuyền trở về phá thiên quan. Mặc ẩn thì liên tục cười lạnh, đột nhiên hạ lệnh quát lớn: Rời chạy về phía trước, lại tiến tới một tinh địa. Đám người lâu chính sư đình đạo cực bị dọa cho sợ hết hồn, thất thanh nói: Dịch quân vương đang ở phía trước, nếu lại tiến thêm một tinh vực, cách phá thiên quan chỉ còn có 4 tinh địa rồi.
nếu dịch quân vương tới công... Không, hắn xây phá thiên quan bên ngoài Nam Thiên Môn, còn không sợ, ta sợ hắn cái gì? Mạc Ẩn quát lớn, ta chính là tiến gần một chút kìa. Đám người Lâu Chính Sư chỉ đành hạ lệnh xuống để cho đại quân rời doanh địa về phía trước. Trôi qua mười mấy ngày, doanh địa đã xây xong, lúc này các lộ đại quân mới chạy tới, nhập trú trong đại doanh. Mạc Ẩn lại hạ lệnh, lại tiến tới một tinh địa nữa, hạ trái. Sắc mặt đám người Lâu Chính Sư như nứt, vội vàng tới gặp Mạc Ẩn tra hỏi. Mạc Ẩn mỉm cười nói, đây là kế phòng thủ nghiêm ngặt, ta từng bước một, khiến cho hắn không có cơ hội ngồi yên. Đại quân chỉ đành một lần nữa rời trại, càng tiếp cận phá thiên quan. Ngay sau đấy, Mạc Ẩn lại một lần nữa hạ lệnh, lại rời trại một lần nữa, cách phá thiên quan chỉ còn hai tinh địa. Sau khi xây dựng đại doanh xong, Mạc Ẩn lại hạ lệnh, lại tiến tới một tinh địa nữa. Sau khi đại doanh hạ xong, đã là thời gian một tháng trôi qua, Mạc Ẩn lại muốn hạ lệnh rời trại. Đám người Lâu Chính Sư vội vàng khuyên can nói, lại tiến tới nửa tinh địa nữa, nếu dịch quân vương tới công, chúng ta cũng không có cơ hội chuẩn bị, lưu lại một tinh địa cũng tiện cho thời gian phản ứng rồi. Mạc Ẩn mỉm cười nói, ta muốn bức hắn không thể không dọn phá thiên quan đi, cho nên mới muốn cách hắn chỉ nửa tinh địa mà thôi. Phía sau có đại quân của ta, phía trước có đại quân Thiên Đình, từng bước uy áp khiến cho hắn không thể không dọn đi. Bất quá nếu các người đã khiếp đảm, vậy thì thôi vậy. Đại quân Thiên Đình chỉ cách phá thiên quan có một tinh địa, đám người Lâu Chính Sư đều luôn hãi hùng khiếp vía, ngày đêm giám sát phía đối diện. Mạc Ẩn thì lại hoàn toàn không chút lo lắng, ở trong quân đội thì một đám thần nữ ngày đêm ca múa vô cùng khoái hoạt. Trong lúc bất chi bất giác, kỳ hạn nửa năm đã sắp tới. Một ngày này, Mạc Ẩn lại uống say, ôm mấy nàng thần nữ ngủ thật say. Đám người Lâu Chính Sư đều âm thầm lắc đầu, Mạc tiên sinh cũng không khỏi quá thiếu trách nhiệm rồi, quyết chiến sắp tới sao lại có thể ăn chơi sa đọa như vậy được. Đợi tới lúc mấy nàng thần nữ kia tỉnh lại, chỉ thấy Mạc Ẩn đã không còn nằm bên cạnh. Hơn nữa, có một nàng thần nữ đã mất đi một bộ xiêm y, không khỏi bắt đầu ăn thán. Đây chỉ là việc nhỏ, không ai đặt ở trong lòng, nhưng cuối cùng không thể tìm được Mạc Ẩn. Đám người Lâu Chính Sư tận lực tìm kiếm Mạc Ẩn, nhưng thủy chung cũng không tìm được. Lúc này mới trở nên hoảng loạn, lật ngược từng tòa đại doanh lên một lần, cũng không thể tìm được Mạc Ẩn. Sau gáy tất cả mọi người, toàn là mồ hôi lạnh. Đại tướng trấn thủ lối vào đại doanh bẩm báo nói, khởi bẩm Lâu thống soái, cách đây không lâu có một nàng thần nữ bảo là muốn đi tới Thiên Đình thăm hỏi thân hữu, đã rời đi hơn một ngày rồi. Mọi người nhất thời tỉnh ngộ, nàng thần nữ này tất nhiên là Mạc tiên sinh, hắn đánh cắp xiêm y của thần nữ, giả trang thành thần nữ bỏ chạy rồi. Lâu Chính Sư định thần trở lại nói, trước không nên kinh hoàng, vợ con của Mạc tiên sinh đều đang ở trong Thiên Đình, hắn kiên quyết sẽ không từ bỏ vợ con của chính mình, mau mau đi Thiên Đình canh chừng vợ con già trẻ của hắn ta. Cũng không lâu lắm, trong Thiên Đình có tin tức truyền ra, cung điện nơi vợ con già trẻ của Mạc Ẩn đang ở đã trống rỗng. Hôm qua có một gã thần tướng tới tiếp bọn họ đi, nó là trong Thiên Đình không quá yên ổn, đã đón vào trong đế cung rồi. Tay chân đám người nhất thời lạnh lẽo, đám người Lâu Chính Sư bản kê ngơ ngác nhìn phá thiên quan gần trong gang tấc, đều ngây người như tượng, không biết phải làm sao. Mấy ngày nay các đại quân bộ Thiên Đình thường xuyên điều động, bị điều phối tới tứ đại thiên môn đi kiểm chế các lộ quân đội đi cần vương, đã sơ suất việc giám thị vợ con già trẻ của Mạc Ẩn đã bị hắn chui vào trong cái chỗ trống. Hiện tại đại quân của chúng ta tiến không được, lui không xong, có muốn đuổi theo truy sát Mạc Ẩn cũng không thể nữa rồi. Lâu Chính Sư lẩm bẩm nói, nếu tiến tới chính là trực tiếp va chạm với đại quân của Trung Nhạc, nếu như lui lại, Trung Nhạc khẳng định sẽ thừa cơ tấn công, dùng thế bẻ gãy nghiền nát đánh bại bọn họ. Năng lực lâm trận điều binh bọn họ kẻ nào cũng không bằng được Mạc Ẩn. Mạc Ẩn bởi vì chính mình chạy thoát một mạng đã cắm cho bọn họ lại chỗ này. Phụ thân, chúng ta hiện tại đi đến tinh hy sao? Cũng trong lúc này, một chiếc thuyền nhỏ yên lặng tĩnh mịch lái ra khỏi Thiên Đình bay về phía đế tinh. Trong chiếc thuyền này có ẩn chứa không gian, vợ con già trẻ một nhà Mạc Ẩn chính là ẩn nấp ở trong đấy. Đám người có chút lo lắng sợ hãi, đứa con nhỏ của hắn ngẩng đầu lên hỏi, trong đế tinh có chỗ cho nhân tộc ta sinh tồn hay sao? Mạc Ẩn nhẹ nhàng vuốt ve cái đầu nhỏ của hắn, mỉm cười nói, trong đế tinh tạm thời vẫn chưa có chỗ cho nhân tộc chúng ta sinh tồn, cho nên ta muốn đi tranh thủ một địa phương an cư lập nghiệp, các người có thể bình an, ta mới có thể an tâm được, mới có thể đi tranh thủ cho nhân tộc chúng ta một địa phương có thể sinh tồn.
ánh mắt tiểu hài tử kia sáng lấp lánh. Đám thần tộc kia sao không ăn chúng ta đấy chứ? Ta nghe mẫu thân nói thần tộc bên ngoài rất thích ăn thịt người. Cha đã nhìn thấy thần tộc ăn thịt người, lúc này mới quyết định xuất sơn. Cha nhất định là đại anh hùng. Mạc Cẩn lắc đầu mỉm cười nói, anh hùng, cầu hùng, ai có thể phân rõ được đây? Lần này ta đã làm cầu hùng một lần rồi. Mẹ của hắn run run rẩy rẩy nói, Ẩn Nhi, con mắt của ta đã mù rồi, bất quá thần thức vẫn còn. Ta cảm ứng được phía trước có một vị thần ma đang ngăn cản con đường của chúng ta. Trong lòng Mạc Ẩn giật mình, vội vàng đi ra khỏi chiếc thuyền nhìn về phía trước, chỉ thấy một chiếc thiên dực cổ thuyền lẳng lặng phiêu phù ở nơi đấy. Trên cổ thuyền có một người bày một bàn rượu, một bình độc ẩm. Vị thần ma này thật mạnh. Lão mẫu mắt mù của hắn hãi hùng kiếp phía, nắm lấy tay của hắn nói, là do thiên đình phái tới truy sát chúng ta hay sao? Đợi một lát, người chạy trước đi. Ta già rồi, còn sống cũng vô dụng, cũng không sống thêm được mấy năm nữa đâu, để ta liều mạng ngăn cản hắn ta. Mạc Cẩn nhẹ nhàng dễ thoát bàn tay của nàng, an ủi nói, xin mẫu thần yên tâm, phía trước là cố nhân của con, không phải tới giết chúng ta đâu. Hắn phóng người bay lên, đi tới trên thiên dực cổ thuyền, ngồi đối diện với Trung Nhạc. Hắn đảo mắt quan sát bốn phía, chỉ thấy xung quanh không có bất kỳ phục binh nào. Trung Nhạc cũng không dẫn theo bất kỳ một người nào bảo vệ chính mình. Tiên sinh gan dạ hơn người, một mình tới đây cản đường ta sao? Mạc Cẩn cầm bình rượu lên, tự rót rượu cho chính mình, mỉm cười nói, Dịch tiên sinh là tới giết ta ư? Trung Nhạc lắc đầu nói, tay ta chưa bao giờ dính qua máu của nhân tộc cả, cho tới bây giờ vẫn luôn sạch sạch sẽ sẽ, ta tới tiễn ngươi. Mạc Cẩn uống rượu, quay đầu lại nhìn về phía thiên đình, xúc động nói, phiến giang sơn này thật tốt à, ta đã triệt để thất bại rồi, đã bại bởi ngươi. Trí tuệ không địch lại thần thông ư? Ngươi không dùng thần thông thắng ta, mà là dùng trí tuệ thắng ta. Trí tuệ không địch lại trí tuệ, ta thua rồi. Ngươi có thể tìm được ta là vì ngươi cũng nhận được nhân quả thiên thư. Ngươi bện ra tơ nhân quả của ta, cho nên nắm giữ được hướng đi của ta phải không? Trung Nhạc lắc đầu mỉm cười nói, ta chẳng những bện ra nhân quả của ngươi, tơ nhân quả của toàn bộ đại tướng có danh tiếng dưới trướng của ngươi cũng hết thảy trong sự khống chế của ta. Nhất cử nhất động của bọn họ đều không thể gạt được ta. Bất quá ta cũng chưa từng học qua nhân quả thiên thư, ta chỉ là thôi diễn ra đạo nhân quả của chính mình, từ trong ngàn vạn sợi tơ nhân quả tìm kiếm dấu vết tơ nhện mà thôi. Sắc mặt Mạc Ẩn khẽ động, than thở nói, khó trách ta nhiều lần không phải là đối thủ của ngươi. Ngươi hắn là nên tìm thiên tiên nương nương, trong tay của nàng có nhân quả thiên thư tản thiên, những thứ ghi chép trong đấy không chỉ có thôi diễn nhân quả, còn ghi lại rất nhiều thứ càng thần diệu hơn. Ngươi đừng đi, đi theo ta đi. Trung Nhạc đột nhiên nói, Mạc Ẩn khẽ giật mình, thất thanh nói, ngươi muốn ta đi theo ngươi ư? Ngươi có còn nhớ không, ta đã bao nhiêu lần suýt chút nữa giết chết ngươi rồi. Trung Nhạc gật đầu mỉm cười nói, cho nên ta mới thưởng thức ngươi. Ngươi ba lần bốn lượt suýt chút nữa giết chết ta là bản lĩnh của ngươi. Nếu ngươi vừa lên liền bị ta giết chết rồi, sao ta còn thưởng thức ngươi đây? Đi theo ta đi, chúng ta đều là nhân tộc, nếu đã là nhân tộc hẳn là nên chiếu cố lẫn nhau. Mạc Cẩn trầm mặc thở dài một cái, nếu ngươi không bắn mạng cho Mục Tiên Thiên, kẻ đầu tiên mà ta tìm tới nương tựa chính là ngươi. Nhưng chỉ cần một ngày ngươi bắn mạng cho Mục Tiên Thiên, vậy ta liền một ngày không thể đầu nhập vào chỗ ngươi. Dịch tiên sinh, kẻ đánh bại ta tàn nhẫn nhất chính là ngươi, nhưng khiến cho ta kính phục nhất cũng chính là ngươi. Ngươi đã tới chậm, ta đã đáp ứng Vân Quyền Thư sẽ đầu nhập vào chỗ hắn, tiếp tục đối nghịch với ngươi. Hắn nhìn chằm chằm khuôn mặt Trung Nhạc, chỉ thấy Trung Nhạc vừa nghe được ba chữ Vân Quyền Thư liền lộ ra biểu tình ngơ ngẩn, trong lòng không khỏi chấn động. Nếu Vân Quyền Thư đã lôi kéo ngươi, vậy ta sẽ không lưu ngươi nữa. Trung Nhạc nâng lên đưa tiễn nói, chúc tiên sinh tiền đồ như gấm. Mạc Cẩn có chút hốt hoảng đứng dậy, một chân đá trúng chân bàn, suýt chút nữa vấp ngã. Hắn vội vàng nâng ly, hai người uống một hơi cạn sạch. Mạc Cẩn chân cao chân thấp đi ra khỏi thiên dực của thuyền, quay trở lại thuyền nhỏ, quay đầu nhìn lại, Trung Nhạc đã thôi động thiên dực của thuyền đi xa. Phục khí, hắn thật sự là phục khí. Trong đầu Mạc Cẩn ầm ầm oanh động, người nhà bên cạnh hắn đều nghi hoặc không thôi. Chỉ thấy Mạc tiên sinh nổi danh thiên hạ, đột nhiên rơi lệ, nức nở nói,
mẫu thân, hải nhi phiêu bạt thiên hạ cho tới bây giờ, trái tim này rốt cuộc đã có sở thuộc rồi, ta đã có thể cắm rễ được rồi. Cặp mắt của lão mẫu hắn cái gì cũng đều không nhìn thấy, run run rẩy rẩy nói: ta cũng cảm thấy lòng ngươi đột nhiên bình tĩnh trở lại, trái tim ngươi đã bình tĩnh trở lại, sau này ta có đi rồi cũng có thể yên lòng. Lại nói, cuộc hẹn quyết chiến giữa hai vị đại đế đã sắp sửa tới ngày bắt đầu. Mấy ngày nay, bên cạnh thiên hà đã tụ tập không biết bao nhiêu cao thủ, đều đang mong đợi trận chiến đỉnh cao này. Đế minh thiên đế có thể mở ra bí cảnh thứ 7 hay không? Mục tiên thiên có thể chiến thắng đế minh thiên đế hay không? Đều trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người. Bên trong phá thiên quan, Trung Nhạc lấy họa bích bao hoa, đoá thánh dược bạn sinh với nguyên nha thần vương kia ra. Đoạn thời gian trước, hắn liên tục chinh phạt chinh chiến, gần đây mới có thời gian đi nghiên cứu đại đạo tiên thiên sơn xuyên. Mục đích của hắn là từ trên người đệ tử Nguyên Nha Thần Vương nghiên cứu ra đạo lý tuyên cổ bất biến của đại đạo tiên thiên sơn xuyên. Nhưng đám đệ tử này đều không đạt được chân truyền của Nguyên Nha Thần Vương, muốn từ trong thiên biến vạn hóa tìm hiểu ra đạo lý bất biến là cực kỳ khó khăn. Oan hồn của đại bộ phận các đệ tử Nguyên Nha Thần Vương đều bị hắn thu vào trong lục đạo luân hồi của chính mình, lấy ra ký ức của đám đệ tử này cũng không khó khăn. Nhưng lĩnh ngộ ra đại đạo tiên thiên sơn xuyên lại là quá gian nan, quá gian khổ. Thời gian nửa năm này, Trung Nhạc thu hoạch cực kỳ ít ỏi. Họa bích ba hoa là thánh dược bạn sinh với Nguyên Nha Thần Vương. Nguyên Nha Thần Vương là tinh của tiên thiên đạo sơn, trời sinh đã có thể trường khống đại đạo tiên thiên sơn xuyên. Vậy trong thánh dược bạn sinh với hắn nhất định là có dấu vết đại đạo tiên thiên sơn xuyên lưu lại. Trung Nhạc tỉ mỉ quan sát đóa thánh dược này, chỉ thấy đóa hoa này vô cùng kỳ lạ, thiên biến vạn hóa. Khi thì hoa nở giống như tinh không, tinh quang rực rỡ, tinh hà lưu chuyển. Khi thì lại phẳng phất như bức tranh thần nữ. Nàng thần nữ trong tranh tư thái duyên dáng vô cùng mê hoặc, cơ hồ không nhìn ra có gì khác biệt so với chân nhân cả. Đóa hoa này khi thì mở ra biến thành thiên sơn vạn thủy, trời cao trong vắt, khi thì hợp lại một lần nữa đại phóng, biến thành thần cung thần điện trùng trùng điệp điệp. Khi thì lại biến thành thái dương kim ô vần quanh mênh lượn ở trong họa bích vậy. Trung Nhạc nghiên cứu hồi lâu cũng không nghiên cứu ra danh đường. Hắn lẩm bẩm nói: là ăn sao? Chỉ cần ăn vào đóa kỳ hoa này sẽ có thể đạt được đại đạo tiên thiên sơn xuyên hay sao? Xoạt một tiếng, đóa họa bích ba hoa này đột nhiên thu liễm cánh hoa, họa bích biến mất, hóa thành một nụ hoa lớn. Vô số sợi dây vũ động muốn chạy trốn, hiển nhiên là nghe hiểu lời của hắn nói. Trung Nhạc đưa khởi tạo hóa huyền môn chấn áp nó, sau đó tách đám cánh hoa ra, vô số sợi rễ họa bích ba hoa tung bay xoạt xoạt chui vào trong lỗ chân lông toàn thân của hắn, thậm chí ngay cả trong lỗ mũi của hắn cũng cắm mấy sợi rễ. Trung Nhạc không chút để ý, kéo những sợi rễ này, cầm lấy sợi rễ thô to nhất cắn mấy cái, họa bích ba hoa nhất thời co quắp run rẩy, bắt đầu giả chết. Tân Hóa, người xác định đóa thánh dược này hữu dụng hay sao? Trung Nhạc nghi hoặc hỏi. Hắn cắn mấy cái cũng không cảm giác được bất kỳ năng lượng hoặc là đại đạo ảo diệu gì xuất hiện. Tân Hỏa vào đầu nói: ta cũng không biết được, tại niên đại hỗn loạn ta chỉ từng nhìn thấy qua đóa hoa thánh dược này. Trước đây Nguyên Nha Thần Vương đã từng lấy nó ra một lần. Người đừng cảm giác của nó như vậy, có chút thánh dược không thể ăn bệ bạ được đâu. Trong nhà có chút thẹn thùng, buông sợi rễ họa bích ba hoa ra. Tân Hỏa nói không sai, có chút thánh dược quả thật không thể để ăn. Ví dụ như kiểu mệnh hắc qua cô chính là không thể ăn. Tác dụng của nó là để bảo mệnh cho chính mình, thay chính mình chịu oan ức. Còn có chút thánh dược là dùng để ngộ đạo, không cần phục dụng, chỉ cần ngồi bên cạnh sẽ có thể tai mắt nhạy cảm, đầu óc thông minh, lực tương tác với đại đạo đạt tới mức tận cùng, có trợ giúp cho chính mình tìm hiểu đại đạo. Họa bích ba hoa không phải là để ăn, vậy nó nhất định là có những tác dụng khác. Thân là thánh dược bạn sinh với Nguyên Nha Thần Vương, nó khẳng định là có tác dụng nào đó rất bất phàm. Trung Nhạc vươn một ngón tay ra thọt thọt cánh hoa. Trên cánh hoa hiện ra một bức tranh, vô số thần ma xuất hiện trên họa bích của cánh hoa, đều giang giơ tay chỉ về phía Trung Nhạc, bộ dáng cực kỳ khinh bỉ. Đóa hoa này thật thú vị, nếu nó có thể nói, nhất định sẽ chửi ta máu chó đầy mặt. Trung Nhạc cười hăng hắc, sau đấy hắn liền cười không nổi nữa, chỉ thấy trên họa bích xuất hiện hình ảnh của hắn đang bị máu chó xối đầy mặt, tưới cho cả người đều là máu. Sắc mặt Trung Nhạc đen lại, cười lạnh nói: người có thể nghe hiểu lời nói của ta sao? Vậy ngươi có công dụng gì, mau thể hiện ra cho ta, bằng không ta sẽ ăn luôn ngươi, mặc kệ ngươi ăn có ngon hay không. Đóa thánh dược kia nhất thời run rẩy. Trung Nhạc thu hồi tạo hóa huyền môn, chỉ thấy
Cánh hoa đoá họa bích ba hoa này từ từ mở ra, trước mặt Trung Nhạc nhất thời xuất hiện cảnh tượng hỗn độn, hỗn loạn, mở ra vũ trụ sơ khai. Trong lòng Trung Nhạc giật mình, vội vàng cẩn thận nhìn kỹ màn cảnh tượng kia. Đột nhiên cảnh tượng vũ trụ sơ khai kia chợt phóng vọt về phía hắn, bao phủ lấy hắn. Tiếp theo, cảnh tượng kia biến mất, Trung Nhạc cũng theo đấy liền biến mất, không thấy đâu nữa. Chỉ còn lại có đóa hoa lớn này lẻ loi chơi chọi phiêu phù ở nơi đấy, vô số sợi rễ nhẹ nhàng vũ động. Sao? Ta lại xuất hiện tại thời điểm vũ trụ sơ khai sao? Trung Nhạc đảo mắt quan sát bốn phía, chỉ thấy toàn thể vũ trụ thương thương mang mang, hỗn độn hỗn loạn. Có lực lượng thiên địa hùng hồn đang sáng tạo vũ trụ. Các loại lực lượng lan tỏa nơi này đều là đại đạo. Rất nhiều đại đạo thiên địa thậm chí ngưng tụ thành hình, biến thành từng tòa tiên thiên thánh địa. Có đứng xa nhìn như lôi trạch thần long, có đứng xa nhìn như tiên thiên đại xà, có chính là địa phương tối tăm nhất trong vũ trụ, có chính là địa phương quang minh nhất trong vũ trụ, có tà khí cuồn cuộn, có tràn ngập thần thánh trang nghiêm, có chính là ma khí âm sâm. Các loại tiên thiên thánh địa xuất hiện trong vũ trụ cổ lão, còn có các linh căn thiên địa kỳ diệu do đại đạo tiên thiên tạo thành. Trung Nhạc nhất thời giật mình, hắn đã nhìn thấy không chỉ 3 cây linh căn thiên địa. Theo như hắn biết, linh căn thiên địa vốn chỉ có 3 cây, là sinh mệnh cổ thụ, tiên thiên quả thụ và phù tang thần thụ. Mà từ cảnh tượng vũ trụ sơ khai này tới xem, ngoại trừ 3 cây linh căn này ra, vẫn còn 6 cây linh căn thiên địa khác nữa. Trong đấy, một cây linh căn thiên địa tại thời điểm vũ trụ sơ khai sao động đã vỡ vụn, biến thành ngàn vạn loại thánh dược, tán lạc khắp nơi trong các vũ trụ. Mà 5 cây linh căn thiên địa còn lại thì rơi xuống các nơi bất đồng trong vũ trụ. Vẫn còn 5 cây linh căn thiên địa vô chủ hay sao? Trung Nhạc cực kỳ ngạc nhiên, trong lòng thầm nghĩ: thật kỳ quái, sao chưa từng nghe nói qua 5 cây linh căn thiên địa này vậy? Lúc này lại có một đạo đại đạo đã biến thành một tòa sơn mạch cổ xưa nhất, thần thánh nhất trong vũ trụ, chính là Tiên Thiên Đạo Sơn. Hắn bất chấp suy nghĩ nhiều, ngưng mắt cẩn thận quan sát quá trình Tiên Thiên Đạo Sơn hình thành. Đại đạo Tiên Thiên Sơn Xuyên biến thành Tiên Thiên Đạo Sơn, quá trình hình thành của nó tất nhiên sẽ bao quát huyền bí của đại đạo Tiên Thiên Sơn Xuyên. Tuyền cổ bất biến nhưng lại thiên biến vạn hóa, liên miên chập trùng. Nó cao cũng vô lượng, nó thấp cũng vô lượng, nó biến cũng vô lượng. Cao là núi, thấp là cốc, biến là sông ngòi. Núi cao tụ linh khí linh tú, cốc thấp giữ gió, tích nước, sông ngòi có khả năng biến hóa. Đây là sự thể hiện của cương nhu. Trung Nhạc chuyên tâm nghiền ngẫm. Lúc trước, hắn không thể khiến cho công pháp của đám đệ tử Nguyên Nha Thần Vương kia trở nên thống nhất, mà hiện tại quan sát quá trình Tiên Thiên Đạo Sơn hình thành, quá trình biến hóa, dần dần khiến cho hắn có một loại cảm giác rộng mở trong sáng. Đại đạo Tiên Thiên Sơn Xuyên của hắn dần dần được hình thành. Một lúc sau, Tiên Thiên Đạo Sơn trước mắt đã triệt để thành hình, chỉ còn lại có sơn thế thiên biến vạn hóa. Nhưng đây chỉ là biểu hiện bề ngoài, không phải là căn bản. Căn bản của đại đạo Tiên Thiên Sơn Xuyên đã bị hắn nắm giữ. Tràng diện vũ trụ sơ khai đột nhiên tiêu tán, Trung Nhạc mở mắt ra, chỉ thấy mình đã quay trở lại bên ngoài họa bích ba hoa. Đóa hoa lớn này nhẹ nhàng thu liễm cánh hoa, khôi phục lại như lúc ban đầu. Trung Nhạc tiềm vận tâm thần, các loại hoa văn đồ đằng không ngừng đan xen giao thoa toàn thân. Đại đạo Tiên Thiên Sơn Xuyên dần dần trở nên hoàn thiện. Theo càng nhiều những công pháp của đệ tử Nguyên Nha Thần Vương trong đầu hắn vọt tới, đại đạo đạo này cũng trở nên càng hoàn bị hơn, càng lúc càng tiếp cận cấp bậc mà Nguyên Nha Thần Vương tìm hiểu ra. Nguyên Nha Thần Vương không tầm thường, hắn truyền thụ cho đệ tử như vậy, thế nhưng cũng chưa dùng xong hết thảy mọi biến hóa của đại đạo Tiên Thiên Sơn Xuyên. Trung Nhạc rốt cuộc cảm giác được đã tới cực hạn, lúc này mới dừng lại, ánh mắt chớp động nhìn về phía họa bích ba hoa nói: thời điểm ta quan sát vũ trụ sơ khai, thế còn có 5 cây linh căn thiên địa đang tồn thế. 5 cây linh căn thiên địa này hiện tại đang ở đâu? Người hắn là biết được chứ? Cánh hoa đoá họa bích ba hoa kia chậm rãi mở ra, cấu thành một mảnh họa bích. Trên họa bích hiện ra hình ảnh một cây linh căn trong đấy. Cây linh căn này giống như một đoá đại hoa một tầng, cánh hoa mở ra bốn phía. Đoá hoa lớn này ở tại thần thành thứ 9, trung tâm của vũ trụ của lão sao? Trung Nhạc thất thanh nói: đoá hoa này diễn sinh tại trung tâm của vũ trụ cổ lão, cũng chính là trên thần thành thứ 9 của thông thiên tinh đạo hiện tại. Bất quá trước đây Trung Nhạc không chỉ từng một lần đi qua thần thành thứ 9, cũng không phát hiện ở nơi đó có một cây linh căn. Tiếp theo, từng đạo thân ảnh vô cùng cường đại xuất hiện ở trong họa bích, vần quanh đoá đại hoa này. Trong lòng Trung Nhạc khẽ giật mình, lập tức nhận ra tôn thần vương cổ lão dẫn đầu kia
chính là Đại Tư Mệnh. Xung quanh Đại Tư Mệnh là từng tôn thần ma cổ lão, khuôn mặt xa lạ mà thần thánh, chính là các tiên thiên thần vương của thời đại Hắc Ám. Bọn họ tế khởi đại đạo tiên thiên của bản thân, tế khởi đóa linh căn thiên địa tại trung tâm vũ trụ của lão kia. Chỉ thấy đóa linh căn thiên địa này bay lên càng lúc càng cao, càng lúc càng lớn. Cọng hoa của nó thâm nhập vào trong tầng tầng không gian, đột phá tới bên ngoài vũ trụ cổ lão. Oanh một tiếng, Trung Nhạc cảm giác được hình ảnh bạo tạc kịch liệt, chính là đại bạo tạc, giống như là khai thiên tích địa vậy. Đám người Đại Tư Mệnh vậy mà tế khởi đóa linh căn thiên địa này tới cực hạn, tế khởi tới mức tận cùng, dùng đóa hoa này mạnh mẽ mở ra một thế giới khác, một vũ trụ khác bên ngoài vũ trụ cổ lão. Trong cánh hoa đóa linh căn thiên địa kia, vô số ngôi sao đang sinh ra, đang sinh trưởng, biến thành một tòa thánh địa thánh cảnh khổng lồ nhất. Nhụy hoa của nó phiêu đãng, tạo thành từng tòa thánh địa nhỏ hơn, còn đám phấn hoa thì biến thành vô số ngôi sao. Đây là một thế giới hoa, thế giới hoa duy nhất đã bị đám người Đại Tư Mệnh diễn biến thành một thế giới khổng lồ. Thế giới này chính là tọa lạc ở trên vũ trụ cổ lão, mà cọng hoa của thế giới hoa đã tạo thành lối đi duy nhất liên tiếp vũ trụ cổ lão với thế giới mới này. Phần đầu dưới của thông đạo chính là thần thành thứ 9 của vũ trụ cổ lão. Mà thế giới mới do thế giới hoa biến thành này chính là tinh vực tử vi. Một đóa linh căn trong đấy đã biến thành tinh vực tử vi sao? Trung Nhạc nhất thời ngẩn ngơ, vội vàng nói: vậy mấy cây linh căn còn lại đâu? Hình ảnh trên họa bích lại một lần nữa thay đổi, thể hiện ra một hình ảnh khác. Đó là đại toại và 23 thánh đồ của hắn, 23 vị đại đế các tộc. Bọn họ đang tế khởi một đóa linh căn khác, một đóa linh căn phảng phất như mộng cảnh vậy, chính là Bỉ Ngạn Hoa. Đóa hoa này tương liên, tương dung với mộng cảnh của bọn họ, hòa làm một thể với mộng cảnh của bọn họ, đã hóa thành một thế giới mới. Hoa khai Bỉ Ngạn, tạo thành hư không giới. Đại toại đã dùng đóa thánh dược này xây dựng hư không giới sao? Trung Nhạc giật mình, vội vàng nói: vậy vẫn còn ba cây linh căn nữa, ba cây linh căn kia hiện đang ở đâu? Trên họa bích hoa, một mảnh trống rỗng. Trung Nhạc chờ đợi trong chốc lát, trên đóa thánh hoa này vẫn như cũ không có bất kỳ hình ảnh nào hiện ra. Đúng rồi, Nguyên Nha Thần Vương đặt được họa bích ba hoa nhiều năm như vậy cũng không thể tìm ra được ba cây linh căn kia. Nói rõ họa bích ba hoa hẳn là không biết nơi hạ lạc của ba cây linh căn kia. Nếu nó biết, vậy ba cây linh căn này sớm đã bị Nguyên Nha Thần Vương thu vào tay rồi. Trung Nhạc vừa mới suy nghĩ tới đây, đột nhiên trên họa bích ba hoa chợt xuất hiện một hình ảnh mới. Đó là sinh mệnh cổ thụ của Đại Tư Mệnh, khiến cho hắn không khỏi ngẩn ngơ, mỉm cười nói: ta cũng không phải muốn hỏi là sinh mệnh cổ thụ, mà khoan, đợi một chút nào. Sắc mặt của hắn ngưng trọng, nhìn hình ảnh trên họa bích. Hình ảnh này là toàn cảnh của sinh mệnh cổ thụ, cây cổ thụ khổng lồ đại biểu cho sinh mệnh và linh tính. Hình ảnh trên họa bích không ngừng biến hóa, cây cổ thụ kia đang điêu linh, héo rũ, hẳn là do Đại Tư Mệnh bị ám toán tử vong. Cây sinh mệnh cổ thụ này tương liên với tính mạng của hắn, chậm rãi lâm vào tử vong. Cuối cùng toàn bộ lá cây trên sinh mệnh cổ thụ chóc ra, sinh mệnh và linh tính còn lại tập kết ngưng tụ thành một quả trái cây. Hắn nhìn thấy trong hình ảnh có một con quạ đen từ xa bay tới, đáp xuống trên sinh mệnh cổ thụ, mổ ăn phần thịt của quả trái cây, chỉ còn sót lại có hột quả. Con quạ đen đậu trên cây đột nhiên kịch liệt ho khan, nó không tiêu hóa được phần thịt quả của sinh mệnh cổ thụ kia, nhưng lại ho khan không ra được, còn hột quả thì rơi vào trong bụi bặm. Trong hình ảnh, hột quả không ngừng phiêu linh, xuất hiện trong tay từng gã thần ma, cuối cùng rơi vào trong tay một gã thần ma trẻ tuổi, đó là Luân Hồi Đại Thánh Đế lúc còn trẻ. Vị Luân Hồi Đại Thánh Đế trẻ tuổi gieo hột quả này xuống, mọc ra cây mới, khai chi tán diệp, diễn sinh ra bản đào mẫu thụ. Cây mẫu thụ này càng lúc càng lớn, hình ảnh chợt thay đổi, lại biến thành thân ảnh một vị lão bà. Khóe mắt Trung Nhạc nhảy lên một cái, vị lão bà kia chính là Đế Lâm Lão Mẫu. Đế Lâm Lão Mẫu quả như là do hột quả của sinh mệnh cổ thụ biến thành. Trung Nhạc nhìn chằm chằm con quạ đen trên cây và Đế Lâm Lão Mẫu, trong lòng khẽ giật mình, trong nháy mắt đã nghĩ tới rất nhiều chuyện. Con quạ đen đậu trên chạc cây sinh mệnh cổ thụ kia hẳn chính là Nguyên Nha Thần Vương, chỉ là không biết đó là chân thân hay là phân thân của hắn mà thôi. Nếu nó là chân thân, vậy Nguyên Nha Thần Vương hiện tại chính là phân thân, phân thân cũng sẽ cường đại như vậy hay sao? Nếu là lời nói của phân thân, cái này tại sao phân thân vẫn luôn dừng lại ở trên sinh mệnh cổ thụ hay sao? Thật giống như là sinh trưởng ở bên trên đồng dạng, cho dù là đại chiến đế cấp
cũng không thể chấn động hắn chút nào. Trong này có cái gì đó mờ ám. Đế Lâm Lão Mẫu là hột quả của sinh mệnh cổ thụ. Nếu như Đế Lâm Lão Mẫu gặp được sinh mệnh cổ thụ, vậy sẽ phát sinh tình huống gì đây? Chỉ sợ Đế Lâm Lão Mẫu sẽ biến trở lại thành hột quả, mà con quạ đen kia sẽ lập tức bị phần thịt quả đồng hóa, sinh mệnh cổ thụ sẽ phục sinh trở lại. Da đầu Trung Nhạc nhất thể tê dại. Đế Lâm Lão Mẫu gặp được sinh mệnh cổ thụ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hẳn là nên thông chi cho nàng tin tức này. Nếu gặp được sinh mệnh cổ thụ, vậy thì lập tức bỏ chạy, nhanh chóng đào tẩu. Trung Nhạc vừa mới suy nghĩ tới đây, đột nhiên lại thấy hình ảnh trên họa bích bao hoa thay đổi. Lần này là một cây linh căn thiên địa khác. Cây linh căn này là một đóa hoa sen nở trong hỗn độn. Đầu tiên nó bị một tôn tiên thiên thần cướp đi. Thời điểm thời đại hắc ám kết thúc, tôn tiên thiên thần này tử vong, cây linh căn này đã rơi vào trong tay một tôn hậu thiên thần ma, nhiều lần lưu chuyển, cuối cùng rơi vào trong tay một vị đại đế thời đại hòa kỷ. Một ngày này dị biến phát sinh. Thời điểm vị đại đế này lão niên đã bị người khác ám sát, một bàn tay không biết từ đâu vươn tới cầm đi cây linh căn này. Hình ảnh liên quan tới cây linh căn này tới đây liền biến mất. Vẫn còn hai cây linh căn nữa, mà không đúng, đây là tiên thiên quả thụ, cũng không phải cái này, đây là phù tăng thần thụ. Đúng vậy, chính là nó. Trên họa bích bao hoa xuất hiện hình ảnh của cây linh căn thiên địa thứ 8 là một cây trúc. Trung Nhạc lộ ra thần sắc thất vọng. Cây linh căn này nằm trong tay hộ thổ nương nương, đã bị nàng mang theo tới đạo giới. Vẫn còn một cây linh căn thiên địa cuối cùng, nó đang ở đâu? Trên họa bích bao hoa xuất hiện cảnh tượng của cây linh căn thiên địa cuối cùng. Đó là một trận đại chiến trong vũ trụ cổ lão, chính là trận chiến Phục Mân Đạo Tôn giết chết 3.000 vị đại đế thượng cổ. Từng vị đại đế thượng cổ tử vong, trong đó có hàng trăm hàng ngàn tiên thiên thần ma, tiên thiên thánh địa của bọn họ cũng bị phá hủy. Trong lòng Trung Nhạc đại chấn, nhớ lại lời của thần hậu nương nương. Trong cổ địa vực thần tàng, hắn lần đầu tiên gặp mặt thần hậu nương nương. Trên mặt thần hậu nương nương mang theo thần sắc sợ hãi, nhắc lại một chuyện cũ trước đây. Lúc đấy, nàng bị hậu thổ nương nương lột đi, vẫn luôn trầm tịch trong biển đạo huyết. Đột nhiên có một ngày, nàng cảm ứng được ngoại giới truyền tới dư âm chiến đấu và khí tức sát phạt khủng bố. Không biết bao nhiêu tiên thiên thần ma đã vẫn lạc, khiến cho nàng nhịn không được sợ hãi, lạnh run. Thần hậu nương nương nói hẳn chính là trận chiến xuất hiện trong họa bích bao hoa này, cũng tức là trận chiến Phục Mân Đạo Tôn diệt trừ 3.000 vị đại đế thượng cổ, luyện chế ra 3.000 lục đạo giới này. Trong 3.000 đại đế có rất nhiều đại đế đã chết, đều là tồn tại đế cấp trong tiên thiên thần ma. Trong lòng Trung Nhạc tràn ngập bỡ ngỡ, ngay cả tồn tại đế cấp trong tiên thiên thần ma cũng bị Phục Mân Đạo Tôn diệt trừ nhiều như vậy. Năm xưa Phục Mân Đạo Tôn quả thật mạnh mẽ tới mức đáng sợ. Trong rất nhiều tiên thiên thần ma bị Phục Mân Đạo Tôn giết chết kia, có một tôn tiên thiên ma đế, chính là kẻ nắm trong tay cơ linh căn thiên địa cuối cùng kia. Cơ linh căn thiên địa này không phải là cây, không phải là hoa, cũng không phải là trúc, mà là một sợi dây leo. Trong lúc đại chiến, nó đã bị Phục Mân Đạo Tôn chặt đứt. Cành lá sợi linh căn này phiêu linh, héo rũ suy tàn, sau đấy đã biến thành một phiến tinh vực trong vũ trụ cổ lão. Cơ linh căn cuối cùng đã bị hủy diệt rồi. Trung Nhạc lộ ra thần sắc thất vọng. Đột nhiên hình ảnh trên họa bích ba hoa lại phát sinh biến hóa. Một mảnh lá cây, dây leo phiêu phiêu tán tán đã rơi vào ba la lục đạo giới trong 3.000 lục đạo giới. Tiếp theo Trung Nhạc nhìn thấy một con tam túc ma ô vỗ cánh bay tới, đáp xuống bên cạnh mảnh lá dây leo này, cẩn thận quan sát, lộ ra thần sắc hiếu kỳ. Sau đó mổ lên lá dây leo này, ngậm vào trong miệng, vỗ cánh bay đi. Trung Nhạc nhất thời ngẩn ngơ nhìn con tam túc ma ô kia, trong lòng nghi hoặc. Lẽ nào chính là hắn ta? Con tam túc ma ô bay tới một tòa thánh địa trong ba la lục đạo giới, thân thể lóe lên, biến thành một gã thần nhân đầu chim thân người, trịnh trọng đặt mảnh lá cây này vào trong bảo khố của chính mình, sau đó tầng tầng phong ấn. Con tam túc ma ô này chính là ba la giới đế. Thời gian lưu chuyển, hình ảnh trên họa bích bao hoa lại phát sinh biến hóa. Trung Nhạc đã nhìn thấy thân ảnh của chính mình, chính mình chui vào trong bảo khố của ba la giới đế, trắng trợn cướp đoạt, sau đấy thu mảnh lá cây này vào trong bức cảnh nguyên thần của chính mình. Lá dây leo của cây linh căn cuối cùng kia đã rơi vào trong tay ta sao? Trong lòng Trung Nhạc đại chấn, vội vàng bắt đầu lục tìm trong bức cảnh nguyên thần của chính mình. Hắn vẫn còn nhớ mảnh lá cây kia bên trên xuất hiện rất nhiều hoa văn đại đạo tiên thiên, chỉ là mình xem không hiểu liền ném qua một bên, còn giao mảnh lá cây này cho Cổ Nhạc bảo quản. Lần trước lúc hắn trở về 3.000 lục đạo giới, Cổ Nhạc
đã trả mảnh lá cây này lại cho hắn. Rốt cuộc Trung Nhạc đã tìm ra mảnh lá cây dây leo kia, trong lòng phành phành nhảy loạn. Linh căn thiên địa sẽ không dễ dàng triệt để tử vong như vậy. Sinh mệnh cổ thụ của đại tư mệnh cũng như vậy. Sợi dây leo này cũng là như vậy. Nó hết thấy đều đã điêu linh khô héo, chỉ còn lại mảnh lá cây này. Vậy mảnh lá cây này nhất định là có tác dụng. Đợi một chút nào, phiến tinh vực do dây leo kia biến thành ở đâu trong vũ trụ của lão đây? Hắn vung tay lên một cái, vô số ngôi sao hiện lên, đó là tinh đồ của vũ trụ cổ lão. Trung Nhạc quan sát khắp nơi, có chút nghi hoặc. Hắn vẫn chưa tìm được phiến tinh vực do sợi dây leo kia biến thành. Trung Nhạc tinh tế tìm kiếm, thủy chung không có tìm được phiến tinh vực kia, trong lòng không khỏi nghi hoặc. Phiến tinh vực này rốt cuộc trốn ở đâu rồi đây? Bất quá như đã nói qua, đóa họa bích ba hoa này quả thực là đồ tốt mà. Hai mắt của hắn sáng lên, gắt gao nhìn chằm chằm họa bích ba hoa, lẩm bẩm nói: nó vậy mà biết rõ rất nhiều bí ẩn mà các tồn tại cổ lão đã không biết, thậm chí ngay cả chuyện lá dây leo rơi vào trong tay của ta nó cũng có thể biết được, quá thần kỳ rồi. Đây nào phải là thánh dược đâu, nó rõ ràng là một kiện thánh vật dò xét bảo vật mà. Bang một tiếng, tất cả cánh hoa của họa bích ba hoa đều thu hồi lại, biến thành một nụ hoa mọc ra vô số sợi rễ. Đám sợi rễ không ngừng bay lượn, chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể đào tẩu. Kỳ quái, đóa thánh dược này là bạn sinh hoa diễn, diễn sinh cùng với Nguyên Nha Thần Vương. Nguyên Nha Thần Vương hẳn là cũng có thể dựa vào nó tìm kiếm vô số bảo tàng. Sao lần trước ta tới thánh địa Tiên Thiên Đạo Sơn lại không phát hiện ra bao nhiêu bảo tàng vậy? Mà đúng rồi, quạ đen đều yêu thích thu thập bảo tồn đồ vật, đủ loại bảo bối sáng lấp lánh. Nguyên Nha Thần Vương nhất định là còn có bảo khố khác nữa, cất giấu vô số thiên tài địa bảo. Trung Nhạc nghĩ tới chuyện Nguyên Nha Thần Vương khẳng định cất giấu rất nhiều bảo vật, bảo bối sáng lấp lánh, ánh mắt cũng bắt đầu sáng lấp lánh, nhưng trong lòng lại có chút ảo não. Lần trước lèn vào thánh địa Tiên Thiên Đạo Sơn, cơ hội tốt như vậy, không ngờ không thể tìm được bảo bối, chỉ cướp được đóa thánh dược này mà thôi, thật là đáng tiếc. Đã có được đóa thánh dược này, ta sẽ có thể tìm được càng nhiều bảo bối hơn. Đột nhiên có thần tướng vào bẩm báo nói: báo, quân vương, bệ hạ đã tới rồi. Sao, Mục Tiên Thiên đã tới sao? Tinh thần Trung Nhạc đại chấn, lên tiếng nói: trận đế chiến mong đợi đã lâu rồi, rốt cuộc cũng đã tới,